hội tụ lại à, mình cung cấp ở dưới rễ nè à, ở dưới rễ dưới đất này ha rồi cây rễ cây nó hút lên nè đó, mình phun trên lá nữa lá nó quang hợp nó dẫn xuống cái ở dưới nó dẫn lên cái đó, thì nó hội tụ vào cái chân trái mít ta ha quý cô thấy ha hình dung vâng chào mừng tất cả quý con trở lại kênh youtube cùng nokia gai dừa nó thì à, ngày hôm nay Kia cũng à, đi trở lại vườn mix các quý con ha à, quý con cũng biết rồi thì à, những cái thông tin à, trên báo đài à, hôm gài cũng à, à, chia sẻ à, những cái thông tin về giá cả nông sản quý con à, bên cạnh tôi có mix nữa ha quý con ha đó thì à, à đang trên cái cái chiều hướng tăng giá nhẹ trở lại ha quý con nói thì từ trên những cái à, cái 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 à, nỗi lo âu của quý nhà vườn mình đó, đó giờ làm như thế nào ha để cho cái trái mình nó đẹp cho nó đẹp cho nó lớn đều hơn nữa thì thời tiết hiện nay quý con nói chung là cũng mưa cũng cũng, cũng, cũng cũng hơi 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 nhiều ha nói chung là mình vào cái vụ qua mùa mưa chính rồi đó. cho đó, nên là cái trái của mình nó hơi chậm lớn ha? hơi chậm lớn gãi phân thì nó cũng chậm lớn thì nhiều cái cầm khòng men mà quý con con xem video Kia có để lại đó nói là cái giải pháp như thế nào để cho trái cho nó phát triển cho nó nhanh cho nó nhanh ha quý vị con đó thì cho nên hôm nay Kia chia sẻ cho quý vị con có video đó thì chúng ta cân đối cái hàm lượng dinh dưỡng nha đi cho nó đúng cái lộ trình đúng cái quy trình đó, nó đem lại một cái kết quả tối ưu nhất theo quý vị con ha đó thì đây là à, cái 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 vườn à, cái vườn à, của chú Bảy ha à, Ở à, cây lậy Tiền Giang hay quý con đó, thì ngày hôm nay Kia à, chia sẻ xung quanh qua những cái nội dung nói à, gì à, cái sự mà lớn trái cũng như là quản lý trái đi cho nó tốt trong giai đoạn mùa mưa quý con đó, thì hôm nay đây cũng là video cũng để trả lời à, những cái câu hỏi ha của quý con đang trăn trở à, trong những ngày qua đó. Rồi kia mời tất cả quý con ha Cùng kia đi thăm dưỡng ha quý con Nó đây Chúng ta lại vừa vườn ha ha Như một cái uh, mix mà đã mới bao trái xong quý con à, Như một cái bầy còi trắng phao phao ha Đó Quá tuyệt vời luôn nè Thì uh, áp dụng đúng theo cái quy trình của bên kia luôn ha quý con ha từ khi mà cái giai đoạn mà làm làm bông nè à, giai đoạn nuôi trái nè đó, thì chúng ta đi một cái công thức mà nó phải nói là nó nó, nó um, hài hòa ha, hài hòa cân đối cái nồng độ dinh dưỡng ha quý con đó quý con thấy cái trái ôi trời ơi đó, nó đẹp ha quý con ha ừ. thì à, à, mưa nhiều hoặc là mưa ít gì đây thì kia cũng không ngại ha quý con tại vì mình áp dụng một cái quy trình tổng hợp rồi quy trình tổng hợp rồi cho nên là à, cái dinh dưỡng mình lúc nào à, nó cũng được à, cân bằng, nó có cái sự hài hòa nhau heo quý con ha, không thừa và không thiếu, đó thì cái trái thì lúc nào nó cũng lớn đều thôi. Có vườn thì à, quý con à, à, gãi phân thì nói chung là nó không được à, cân đối. À, nó không được cân đối cho nên là rồi, trời mưa nhiều, á, trời mưa nhiều thì cái độ ẩm trong đất nó cao cộng với cái à, mà độ ẩm không khí ha, nó cũng cao hơn của con ha, thì cái cái sự mà mất cân bằng cái dinh dưỡng thì cái trái của mình nó, nó lớn rất là chậm, rất là chậm thì ảnh hưởng tới cái cái gai mít của mình nó quý cây quý cô con nó có cái màu hơi tái tái ha, tại vì cái dinh dưỡng nó không có được cân bằng không được đầy đủ cho nên là cái gai mít hơi bị tái tái, à. thì à, à cái, cái vườn này thì quý cô thấy ha nó phải nói ok xuống trái phải nói là đẹp cực kỳ đẹp luôn nè thì cái vườn này à, bao chưa có hết thôi quý con ha do cũng cái số, số lượng trái nó ra quá nhiều đi. quá nhiều đi thì cái bao hiện tại giờ đang thiếu hả quý con ha tại vì mấy cái mùa trước á chú tự làm chú tự làm cho nên là à, cái số lượng bao thì à, lấy cái số lượng bao của vụ trước thôi à, bao cho vụ này nhưng mà vụ này trái nó ra quá nhiều luôn cho nên là nó thiếu nó thiếu cái bao heo quý con ha đó thiếu cái bao cho nên là à, chú à, đang đi à, à, mua bao thêm ha à, đó, để mình uh, tiếp tục mình bao để mình chống cái con gù vàng trong cái mùa mùa mưa mưa dầm như thế này đúng không? Đó, mưa dầm thì uh, năm nào cũng vậy rơi vào những cái tháng tháng 5 tháng 6 á, thì gù vàng nó khá là nhiều. À, cho nên là mình muốn quản lý được con gù vàng uh, thì mình phải bao trái lại. ha có nhiều vườn thì quý con ha, uh, không bao trái ha, không bao trái nhưng mà quý con phun những cái uh, loại mà 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 thuốc mà để xong hơi quý con uh, thì quý con cũng biết ha thì đó trên cái mic đó, quý con à, cái nó rất là mẫn cảm với những cái loại thuốc mà 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 nó có hoạt chất nóng đó quý con à, quý con không khéo khùng phùng vô những cái à, cái chúng những cái cái gai mic như này nè nó làm chỗ gai mic chúng ta nhất là nó bị đen đúa ha đó, cái gai nó không được xanh à, cái gai nó 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 không có được điều nữa tại vì nóng là nó bị chai quý con ha nôn na vậy để cho quý con ta dễ hiểu ha đó đó thì à, à, cái à, sản phẩm à, cũng như là cái giá trị thương phẩm sao mà chúng ta khi chúng ta thu hoạch đó thì thì cái trái mít của chúng ta nó nó xấu lắm à, nó xấu lắm đó, cho nên là Kia khuyến à, cáo với quý, à, quý con tốt nhất là quý con bao trái ha à, bao trái còn cái à, cái những, những những cái mùa những cái cái thời vụ đó, thì Kia vẫn cho không bao trái nhưng mà ở trái vẫn, vẫn đẹp đó thì những cái video à, những cái video đó thì Kia chia sẻ với quý con sao ha còn đây thì nó rơi vào cái à, cái 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 thời điểm à, cái thời điểm mà gùi gùi vàng nó 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 nó, nó hoàn thành à, khá nhiều ừ. thì à, à, kia khuyến cáo thì còn bao thôi à, thì kia gom gọn lại cái video này vậy thôi ha quý con ha á quý con thấy ha rồi mình trở lại cái chủ đề chính ha quý bà con à, thì để chúng ta quản lý một cái trái mít ở cái giai đoạn mà mùa mưa dầm như thế này mưa nhiều như này cái độ ẩm đất nó cao cũng như là độ cái độ độ ẩm không khí nó cao ha thì như thế nào để cho cái trái nó đầy đủ dinh dưỡng đây như như cái cây này đi để kia à, đứng đây kia chia sẻ cho quý bà con luôn ha à, quý vị con thấy cái trái nó lớn ok đúng không thì cái công thức chung của quý bà con thì à, hàng ngày à, hàng ngày ha đối với cái nền đất này nè À, thì kia cho tưới xương nhẹ qua à, mà mà ẩm ẩm nước ha nói chung thì lúc nào ở trong vườn của mình nó có đầy đủ cái độ ẩm ha chứ nó không dư cái độ ẩm còn à, à, nếu mà nếu mà trường hợp bà con tưới à, nước nhiều quá hoặc là mưa nhiều quá à, cái nền đất của mình đó, hầu như là nó bị hơi bị lòn à, lền thì à, à, nước nó không có thấm được cho nên là cái cái quá trình mà hô hấp của rễ với con nó diễn ra không được đồng bộ ha à, hơn nữa thì À, cái dinh dưỡng thì nó không hút được nhiều cho nên là quý bà con đừng có nên những ngày nắng mà đừng có nên tưới nước nhiều đó, tới những ngày mưa nước nó thấm không được đó. cho nên nó cũng rất là khó ha nó thì như như nền đất này là quý bà con nè đó ra quản lý ha quý bà con thấy những cái nền đất nó rất là xốp ha nó rất là xốp luôn và mưa cỡ nào mưa thì kia cũng 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 không có ngại đâu ha. mình tưới dinh dưỡng vô thì cây nó 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 À, nó hút được dinh dưỡng tốt thôi, cái quá trình mà mà hô hấp cua rễ nó diễn ra thì à, nó được đồng bộ hơn, à, oxy được tiếp xúc được với cái hệ rễ à, à, nhanh hơn ha. Nói ừ. thì à, à, đối với cái cây này quý con hai bốn sáu trái ha, à, thì kia chia sẻ à, cho cái chú chu giường, chú bảy chu giường quý con, à, thì chú tưới cái xô mát cha băng cộng với cái à, thằng à, cu kẽm và mười hai tám à mười hai tới hai quý vị con, tại mưa nhiều, à mưa nhiều quý vị con biết cái à, là là cái cái rễ, cái rễ cây nhưng mà nếu mà cái đầu ẩm nó cao quá ha, thì cái rễ cây à, nó 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 bị à, tức như là à, nó nó không có cái 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 sự ấm à, ấm của đất hết quý vị con, cho nên là kia à, cung cấp cái cây cù kẽm vô để 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 cho cái sự ấm của đất nó nó à, à, đủ điều kiện ha, để cho cái hệ rễ chúng ta phát triển mạnh. À, đó đó là cũng là một cái cái cái, cái chiêu cái bí quyết ha quý con. À, thì một xô mát xe băng cộng với hai à, bịch ca cu kẽm đó 12, 8 hai là hai bịch ha còn nếu mà cây à, của quý và con trái mà nó nó, nó lớn còn ok ha đọt nó đi ít ha thì quý con cộng với humic à, cái humic xe băng hai bịch ha còn cái à, cây của, của quý con thì đọt nó ok rồi ha ok rồi thì quý con à, đừng có cộng cái humic dùng cho kia ha cộng cái 12, 8, 20 nói chung thì cái công thức thì kia À, theo 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 từng vườn rồi từng vùng để quý vị con thì hoàn toàn công thức nó khác nhau đó thì nếu quý vị con nào có những cái thắc mắc ha thì quý vị con gọi điện thoại trực tiếp cho kia thì kia cũng có để lại những số điện thoại trên màn hình á à, kia cũng chia sẻ à, à, hoàn toàn miễn phí kỹ thuật cho tất cả quý vị con ha hoặc là quý vị con để à, bình luận để để lại những cái comment ở dưới video ha quý vị con à, thì kia à, liên hệ lại với quý bà con ha thì chia sẻ cho quý vị con cái kỹ thuật để cho quý vị con áp dụng cái giường của mình cho nó đạt hiệu quả hơn đó mình quay lại chủ đề chính nữa ha quý con ha thì à, cái xô mát gia băng à, quý con cộng cho kia là hai kg 12 8 20 à, và cái hai à, um, bịch ca cụ kẽm à, thì đối với cây mà bài 6 trái như này nè à, thì quý quý con ha à, dùng cái cống là 70 cc ha 70 cc à, quý con pha cho 10 lít nước tưới tròn gốc như này cho kia đó à, ha à, à, thì à, À, bên cạnh đó nữa thì trên lá ha trên lá quý vị con phun cho ra là cái cái chai gheo lớn cháy à, chai gheo lớn cháy ha quý vị con ha à, và đồng thời điều kiện cần thiết thì quý vị con cộng như 12 8 20 phun qua lá luôn để cho nó à, cung cấp cái dinh dưỡng ha cái dinh dưỡng qua lá à, giúp cho quá trình mà quan hợp của lá nó mạnh đó quý vị con à, để nó vận chuyển cái đường à, cái đường bột ha à, giữa hai giữa hai cái dinh dưỡng nó nó hội tụ à, nó hội tụ lại à, mình cung cấp ở dưới rễ nè à, ở dưới rễ dưới đất nè ha rồi cây rễ cây nó hút lên nè mình phun trên lá nữa lá nó quang hộp nó dẫn xuống cái ở dưới nó dẫn lên cái đó, thì nó hội tụ vào một chân trái mít chúng ta à, quý con thấy ha hình dung long na vậy ha quý con dễ hiểu ha đó, thì cho nên là cái trái mít của mình nó về cái dinh dưỡng thì nó được hài hòa hơn nó được cân bằng hơn đó, thì cái trái của mình nó sẽ lớn đẹp thôi gai nở đều thôi da xanh thôi đó ok hả quý con ha đó cái trái này cây này sáu trái mà quý con thấy nó lớn rất là đều à, rất là đều quá tuyệt vời luôn ừ. thì đây rồi kia cũng dự kiến bán vào tháng đó, tháng chín đó quý con à, tháng chín ha đó. đó thì ở video này thì kia à, mà gom gọn lại à, tóm gọn lại chia sẻ cho quý con một cái kỹ thuật mà à, quản lý cái dinh dưỡng ở cái mùa mưa đó, quý con để cho nó đạt hiệu quả ha đó, thì à, cuối cùng thì kia cũng cảm ơn quý bà con à, theo dõi video này của Kia. À, thì Kia cũng hẹn lại à, quý bà con à, à, 18h30 phút hàng ngày ha quý vị con ha. thì cái video của Kia là à, được à, phát sóng ha quý bà con. À, thì quý vị con xem video hay cũng nhớ đăng ký kênh, à, like, subscribe ha. À, cũng như là bấm chuông ha quý vị con ha. Còn để quý vị con nhận được cái video mới nhất của Kia à, sau khi Kia phát hành ha quý vị con. À, cùng nhau mình chia sẻ cái kỹ thuật ha quý vị con ha cho nó đạt hiệu quả. Ừ. Trong cây ăn trái thì à, quan trọng là cái kỹ thuật thôi. À, nó đạt hiệu quả, nó đi kỹ thuật đúng thì nó đem lại một cái năng suất cao nhất, tối ưu nhất à, cũng như là cái mong đợi của quý nhà vườn mình Ha quý bà con. Đó, thì à kia tặng một thuốc video đây. À, hẹn quý bà con lại một video tiếp theo nha.